À, tôi cho bà 2 phút để bà mở. Gì có 2 phút vậy? Đâu 3 phút luôn. Ừ, 3 phút Để tôi coi cái đâu có cái điện thoại đâu. đi. Buồn quá. Tôi ra kiếm anh Thần coi có gì vui xem. Quay lại cái chuyện câu rồi. Ê, anh. Nữa giờ cầm máy quay quen đấy vậy trời, Anh buồn quá à? buồn nằm không bấm hỏi chơi đi, cũng buồn cái quay quay anh Mày hỏi nó mới gì thú vị chứ. ra quay anh bộ thú vị lắm hả? Quay anh mới thú vị. Vui không? Vui ha ha. Thù để nó kiếm gì nó mẹ làm cái gì nó đi quay. Bây giờ á em ở nhà không có tiền mà ra đường lại hết tiền, Tại sao hết tiền? người ta ăn hết tiền em chứ sao. Tính chơi cờ bạc mà chơi với người thua đó. Em có chơi cờ bạc không, cá độ thôi à. Cái độ không chứ cờ bạc. Nhưng bây giờ em quyết định rồi là em phải ăn trong nhà trước rồi em mới ăn ngoài đường được. À là ý là nó gỡ lại cái vụ không được ngồi trong cái lòng với cái bàn đó hả? Thì cũng coi như vậy đi chứ, thua kêu này người ta phải bày khác chứ. Rồi sao cũng sao mà chơi sao nó đi. Thì bữa nay ông ra bất kỳ một trò chơi nào đi. Cái gì? Và muốn chơi tôi mà kêu tôi ra trò chơi nữa hả? Vậy mới ghê chứ, tôi nói là phải ăn trong nhà được á thì mới ăn người ta, đúng không? Lỡ người ta đố thì tôi mới ăn được người ta. Bây giờ ông ra câu đố gì đi, ra cái trò gì chơi đi, chơi thắng trong coi. Trời liều chơi chơi mà dám cho mình đố luôn ta. Ơi Để tôi suy nghĩ xíu rồi. thấm giờ thấm liều rồi chứ thấm xưa nữa. Rồi, tôi có trò chơi cho bà rồi. Trời ơi, công nhận lỗ ông nhảy số như vậy. Cho bà gỡ nợ luôn á, nó chơi chơi như cho bà tiền luôn vậy. Trời gì cũng nói đi, hôm Bây nay giờ chơi tôi chơi bà lấy hết tôi hết cuộn lòng băng keo rồi. đi, cuộn băng keo với Cái cái gì lấy đồ vậy? cuộn băng keo Cái gì với đó? cái kéo cắt cuộn băng keo thôi, vậy thôi. Gì chứ, trời gì đó, nhảy nghi trang á. Tôi cho bà gỡ tiền gỡ nợ lên rồi nó chạy. Rồi cầm máy giùm đi, tôi lấy cầm máy. Bắn Tôi mới quắn cái tay bà lại được. tay gì nữa? À quên, để tôi phổ biến là chơi rồi quên. Cái gì? Bây giờ tôi bà chơi nhiêu mới được, nói trước đi tiền bạc. Sao Bây giờ chơi tôi bà chơi nhiêu? nhiêu cũng được chứ. Dạ 200 nha. Tôi ăn 200, tôi thua 200. Ok Rồi. quá dễ, Rồi bây giờ những cụ ơi hơi dễ ăn tiền ơi. bà dễ ăn, tôi cho bà hết tiền mà bây giờ. Đơn giản thôi, bà lấy hai ngón tay bà quắn lại. Tôi quắn đúng 3 vòng băng keo thôi. Đúng 3 vòng băng keo. Rồi bà gỡ ra, lâm 2 xì. Trời ơi, quá dễ, tôi lấy miệng tôi gửi trong coi. Nhưng mà chưa là với điều kiện mà không được rồi, bà test hai ngón tay ra và chỉ mở theo cái kiểu mà xoay ngược cái cuộn keo ra thôi, giống như bà gỡ keo gỡ được thôi, chứ không phải là lấy cái tay mà test hay là test này test ai test được rồi. Quá đơn giản chuyện này hả, không có hai chơi hai xị nữa. Năm xị cho tôi, gỡ lại rồi anh lấy lại đến cái gì cũng gì thôi. Bà hết kẹo không mà chơi năm xị chơi kỳ vậy? phải chơi chứ. Ủa mắc cười quá, tôi có quyền chứ, tôi cá độ mà tôi phải có quyền thôi. Rồi, được. năm xị Nhớ nha, nhớ năm xị nha. năm xị Rồi, tôi kéo cái bé, tôi đặt cái máy cái này cái. Hai. Trời ơi, phải chứ. Quá trời này. Trời ơi, người tay. Ok, để tôi bật cái đèn này đây, hãy tôi quay cho để đây. Con keo rồi gỡ nè, có nước rồi ra hết trơn rồi. Nước rồi ra chưa hả? Ừ. À được. Đây. Nè tay nè, bắn tay. Nhớ là quấn là phải mở ngược ra chứ không có tét cái chỗ này à. Ok. Ok. Bà chơi bà khôn á, bà giả bộ bà kéo này cho nó đừng dính hả? Dính dữ trời. À, kéo cái này cho đừng dính cái vàng rồi không? Nghe không? Có vàng kéo cái này hết dính rồi. Không điểm nó nghe là chơi khôn lắm. Cái đó ông quấn trong cái gì? Nhưng mà nó vẫn không dính. Rồi. Thôi. Quên nó ăn tay này bà để đây nè. Chứ để gì ai để dễ rồi. Ông kéo hai bàn tay vậy sao gỡ? Sao? Kéo hai bàn tay vậy sao gỡ? Tôi không biết rồi, chấp nhận chơi là tôi quán đây là tính tiếp. Đã chơi rồi đã chấp nhận rồi, tự nhiên mà kiếm tôi chị. Kéo làm gì trời? Một vòng nè, để tôi kiếm cho nè. Một đây đây một vòng nè, nè hai vòng nè, ba vòng nè, đúng không? Ủa cắt đi trời, quấn gì gì vậy? À, tôi quấn ở đây nè, à, kết thúc ở giữa nè. À, tôi cho bà 2 phút để bà mở. Gì có 2 phút vậy? Đâu 3 phút luôn.
Ừ, 3 phút để tôi coi cái đâu có cái điện thoại đâu rồi. Bây giờ là 8 giờ 7 phút rồi, mở đi. Mở ra bằng cái miếng, bằng cái mắt cho bà dùng răng luôn đó, dùng chân luôn. Tôi thì dùng hết công lực của tôi để lấy rồi 5 tỷ nữa. Ủa gì mình. Kì? Gì kì vậy trời? Tội kiếm mình hả? Tội kiếm mình nha bạn. Ông chơi được gì khó vậy? Có rồi có. Thì dạ, để tôi lấy cái đèn rồi cho chàng nè. Thấm ơi là thấm mồ. Sao thấm? Từ từ không? Chưa được một khúc mà làm gì? Trời, siêu lắm. Trời, chơi dữ vậy? Chơi ăn lấy là số tiền tôi đã mất mà dễ gì thôi bỏ được. Bỏ cuộc là... Tắt cái đèn luôn. Người ta là nói là thất bại là mẹ thành công. Thấy không? Thất bại là mẹ thành công hả? À? Trời ơi mày ơi dữ vậy sao nãy giờ nó ra vậy ông mua. Ủa sao không quấn phép ông quấn ngày vậy trời. Tôi thích con đó. Bây giờ là còn 1 phút 2 phút nữa. Sáu trên cái máy này nãy là 6 phút 38 giây rồi. Tôi cho bà tới nè ra nè ông phút. Ơi ra nè cố rồi cố lên cố lên. Ai trời ra rồi nè đừng có giỡn tôi à. Không mà. Không, 5 sĩ của tôi mà đâu dễ ăn gì vậy. Thầy, có rồi. Không chơi gì mà. Không được nữa, không lấy chân mới được. Còn mấy phút nữa. Vậy chỉ còn 1 phút nữa. Hồi nãy là 6 giờ 3, 6 giờ 1 phút 3, 8 giờ 7 giờ 2 mấy rồi đó. Trước cho một còn 1 phút nữa đó nghe. Biết rồi Thắm ơi. Nè nó ra được 1 phút rồi nè. Tôi cho bà ra đó. Cứ đúng 3 phút thôi. Rồi sao mình kẹp nữa. 2 sĩ hay 5 sĩ? 5 sĩ. Đâu vẫn còn lớn tiếng 5 sĩ các bạn. Ấy gì chứ Toàn. Còn có 1 phút nữa đó nghe. Đúng 1 phút rồi hết giờ các bạn. Trời. Ủa nó dính nữa rồi. Trời. Trời hôm nay nó chiêu đắng. Thấm sĩ nha Toàn. Đúng 3 phút rồi các bạn ơi. Thấp nữa 2 chị. Mình nói 8 phút rồi. Đúng rồi đúng 10 rồi. Thôi 10 rồi. Nãy 7. Đúng 1 phút rồi trời. Hay giờ phải 2 phút ăn rồi trời. Bởi vậy tôi phải lấy những gì tôi đã mất đó. Ông chơi tôi ngu hả? Phải mấy lần đó tôi xui thôi. Bữa nay tôi là tôi hên nè. Tôi quên là có cái móng chân nhọn ngay cho nói là mà không bao giờ mở được đâu. Phải không? Nếu móng chân mà không mở được đúng không? Thì đáng lẽ là tôi cũng không biết nữa. Mà tự nhiên trong nhắc là cho lấy chân luôn đó bạn. Hãy tôi lấy chân chứ tôi tính làm miệng thôi. Trung Nam sẽ đi nói nhiều quá vậy. Để bữa nay là ông đừng có khi về chứ ông Minh của tôi nha. Tôi phải thắng được người trong nhà thì chúng mới ăn được người được đúng không? Đúng rồi. Tôi tính chỉ cho các bạn cái chiêu mới ra được kiếm ăn mà giải được luôn rồi hay vậy. Không, mà theo hồi nãy tôi không để không chỉ vào cái món chân rồi không mà giải được. Đúng không? Đâu để hai cái tay lại coi. Đúng rồi. Đâu để hai cái tay lại nè. Nếu mà hồi nãy theo chéo như vậy đúng không? Sai tôi chặt vậy đúng không? Đúng rồi. Là cái răng mình không thể nào mà cắn được luôn á. Không cắn được. Tại vì nó cho đụng nước luôn. Đúng rồi. Là tại vì mình không có khều được cái đầu này nè. Cái đầu này là phải có móng chân nó phải khều nó ra giống như mình ngón tay mình khều cái cục ăn keo vậy nè. Rồi nhưng mà nếu mà hai ngón tay cho cái chặt không tới tốt. Rồi chặt tới tới tốt không? Đó. Rồi sao gỡ đường nào? Đúng rồi. Đường nào luôn gỡ được. Tôi cũng tính rồi, tôi suy nghĩ rồi mà sao gỡ được mà quên vụ cho mấy móng chân. Thấy phải không chặt ngón tay cái thì hoặc mai tôi còn gỡ được đó. Chặt ngón tay cáo như vậy. Đó, mai tôi còn gỡ được, tôi lấy ngón tay tôi thử luôn. Mấy ngón khác tôi thử được, còn chặt chơi ông khôn quá trời, ông chặt ngón út. Nhưng mà tôi khôn thằng bà. Mà tại không ai, tại ông ngu chi? Ông ngu chỉ cái giò chi? Đáng đời nha. Tắt máy lại tôi 5 tỷ nha, đừng có ăn gian như chú em. Rồi. Thôi nha, cái clip này hay gì nhớ ấn like cho mình nghe. Con này ok lắm đó. Hay đó cho tôi suy nghĩ lắm mà chờ hên là. Nếu mà hút chơi đó bà tôi không có đó cho dùng chân đâu. Là thương cánh luôn. Tôi khẩn tử quá. Để có làm sao đi lần này phải chung tiền tôi đó nha. Vậy thôi nha. Video này hay gì nhớ like cho mình nha bạn. Cảm ơn các bạn nha. Tạm biệt.